Chào mừng tất cả bạn đã đến với Big Bang. Mình là Vinh. Và như tiêu đề thì các bạn cũng đã biết rồi. Thì từ xưa đến nay thì mọi người luôn cho rằng con đĩa là bất tử. Và làm cách nào thì cũng nó cũng không chết được. Thậm chí là đem đốt nó bỏ thành than, rồi đem bỏ ra bụi cây thì nó hóa thành ngàn con đĩa. Thì mình là một thằng con trai sống ở quê đã rất lâu rồi. Thì ở đây thì mình đã nhiều lần thí nghiệm thì mình thấy là con đĩa nó không hề bất tử. Thì hôm nay mình sẽ chứng minh, làm video này mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là con đĩa nó không hề bất tử ha. Được rồi, thì bây giờ mình bỏ nó vào xi măng. Thì thường thì con đĩa, những cái con mà có động vật mà da trơn hoặc là những con mà có nhớt ở dưới nước á, gọi là có nhớt á, thì nó nếu mà nó bị khô hết mấy cái chắc gọi là cái nước bôi trơn, đúng rồi, là hết, nếu mà nó bị sạch cái nước bôi trơn thì nó sẽ chết đó. Các bạn thấy à, con đĩa của chúng ta đang liên tục tiết ra các cái nước bôi trơn, nhưng mà không thể nào mà làm ướt nổi được cái đống xi măng bên dưới. Nhưng mà mình thấy có vẻ như con đĩa nó không có rác, không có xi nhây gì hết. Rồi thì mình thấy sau một thời gian mình thấy nó không có tác dụng gì hết thì mình quyết định là sẽ lật con đĩa ra, ngược con đĩa ra để cho xi măng vào trong. Nếu mà bỏ trong cái xi măng khoảng 15 phút thì nó chắc chắn chết vì khô thôi, nhưng mà như vậy là coi như là nó có thời khả năng thoát khỏi rồi. Mà nó có bò được đâu mà thoát khỏi gì. Đây, mình tại vì nó con đĩa mình nó cứ tiết ra cái nước bôi trơn khiến mình cái tay mình cứ bị trơn tuột. Nên là mình phải thêm một tí xi măng nữa mới lật ngược nó ra được. Tiếc là khi mà quay cái video này thì mình không quên là cái lúc mình lật ngược ra này không cho các bạn xem. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình quay về đĩa nên là chưa có kinh nghiệm. Thì mong anh em cũng thông cảm cho mình ha. Rồi mình sẽ trộn thêm xi măng vào. Rồi mình sẽ lấy con đĩa ra để cho con đĩa ở tư thế lộn ngược như này. Rồi mình sẽ bỏ nó vào nước. Thường thì nếu mà không có bỏ xi măng, mình lộn ngược con đĩa ra bỏ xuống nước thì một thời gian sau nó sẽ tự lộn ngược lại. Còn không biết là có xi măng như thế này nó có lộn ngược được không. Ôi trời, con đĩa này mà trong tư thế lộn ngược này nó vẫn tiết ra nước bôi trơn liên tục. Bây giờ nó ở trong thì khô mà ngoài thì ướt. Trong khô quá mình rút cái cây ra không có được, nó kẹt cứng trong đây hoài. Rồi, sẽ cho lạnh nó, bỏ nó vào nước. Như vậy thì con đĩa mình nó sẽ chết chắc rồi, nó không sống được đâu. Nếu mà trong tư thế lộn ngược này nó không sống quá một ngày. Nếu không tự lộn ngược ra được nhưng mà xi măng đã bám vào người nó thì không có cách nào. Ở trên thân con đĩa có những cái chấm chấm màu trắng, mình không biết đó là gì, nhưng mà nghe ông bà nói đó là cái trứng của con đĩa. Mình nghĩ là vậy, mình cũng nghĩ là vậy. Thì như các bạn đã thấy thì con đĩa của mình nó cứ liên tục co giật. Nó liên tục co giật mạnh, hình như là nó sắp tiết thêm cái nước bôi trơn rồi. Đó, con đĩa mình nó liên tục co giật. Nó không thể thoát ra khỏi được trong cái tư thế này. Thì bây giờ còn thêm chỉ còn một cách cuối cùng, đó là mình bỏ nó vào xi măng. Bỏ thêm, mình trộn xi măng lên người nó cũng ở trong tư thế lộn ngược và đem phơi nắng cho nó đóng cục lại thành đĩa. Thành đĩa xi măng đĩa gì đó. We'll be right back.
Và sau một thời gian phơi nắng thì con đĩa mình nó không thể chống chọi được, nó khô cứng kèm với xi măng. Và trong bài thử nghiệm này thì con đĩa vẫn chết và nó không hề bất tử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên để lại ý kiến của các bạn bên dưới và cho mình một lượt chia sẻ để mình có động lực và làm những video tiếp theo về con đĩa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.